Rồi, xin chào anh em nha. Chào mừng anh em đã quay lại kênh của mình nha anh em. Tiếp tục clip bán máy anh em hôm nay nha. Xin nhắc lại số điện thoại đặt hàng bên mình 0355 356 356 có trong cái bảng nhỏ phía trước nha anh em. Quy định mua máy thì anh em vui lòng cọc trước, cọc Viettel 50k cho những máy dưới 1 triệu nha. Còn những máy trên 1 triệu thì anh em vui lòng cọc 100.000 Viettel. Những họ tôi địa chỉ cùng với máy cần mua thì mình ship hàng cho anh em nha. Anh em nào tin tưởng chịu khó thẳng thì mình bao ship nha. Mình thì ship code toàn quốc, anh em nhận hàng kiểm tra hàng trước khi thanh toán tiền cho shipper nếu anh em cọc tiền. Còn máy bán ra thì mình có bao test cho anh em một tuần thoải mái nha. Lỗi bắt hàng thoải mái, không có đề hạn cho anh em. Đổi trả ok cho anh em nha. Rồi hay không dài dòng nữa nha, mình xin giới thiệu hàng hôm nay luôn. Rồi, một con máy cò nha, Samsung G530 nha anh em. G530 Samsung, G530. Con này thay vỏ mới cho anh em rồi nha. Màn hình 5 inch nha anh em, RAM 1 bộ nhớ 8 ha, pin con này 2600. Giá ra đi mềm mại cho anh em thôi, 650k. 650k kèm sạc thì dán kính cho anh em luôn, cực mềm nha. Đó, mấy chức năng full ha. G530. Ok, 650.000. Máy cực đẹp ha. Tiếp theo là con Samsung A710. A710. Nắp sâu còn mới nha anh em, đẹp ha. Đó. A710 RAM 3 bộ nhớ 16 nha anh em. Con này màn hình 5.5 ha. Đó, máy đẹp. Màn zin. Chức năng ok luôn. Đây là Samsung A750. A710, sorry anh em, A710. RAM 3GB nha anh em, rất ok ha. Con này để anh em giá 1.3 triệu. 1.3 triệu nha. Một con 5S nha anh em. 5S máy zin, không vân tay ha. Không vân. Máy 16GB. Full quốc tế ha. Anh em reset thoải mái ha. Chưa có tài khoản hết, anh em đi nhập tài khoản vô xài thôi. Không có tài khoản thì hết hết con này. 16GB. Giá là đi cho anh em là 980k chưa kèm sạc nha. 980k anh em về tự bỏ con sạc vô nha. Mình thì không kèm sạc con này đâu, giá quá bèo rồi. 5S bản Mỹ ha, 16GB. 980k chưa có sạc nha anh em. Tiếp theo là con Samsung G7 Rim, máy Rim. Lưng vỏ màng Rim hết ha. Con này màn hình 5.5 ha, RAM 3, ổ nhớ 32, pin 3.3, vỏ thì 6 theo 5 tháng. Không có kem, có xuất sắc như clip mình quay nha. Rebay Rim, chức năng full, máy đẹp. Con này đem giá 1.6 triệu nha, 1.6 triệu nha anh em, kèm sạc dán kính nha. Tiếp theo là con Samsung Note 8 anh em, Galaxy Note 8, màn hình 6.3, RAM 664, pin 3.3, vỏ đẹp nha. Đó. Lưng sau đẹp, trước đẹp, màn thì lỗi nhẹ, xài chống cháy, đó. Một đốm nhẹ gấp đó, còn không ảnh hưởng hết nha, giá 3.2 triệu nha anh em, giá 3.2 triệu ha, Note 8, bán hàng một sim, bỏ sim rồi xài thôi anh em, không vấn đề hết ha, một đốm nhẹ bao anh em không lan nha, không lan, giá 3.2 triệu, kèm sạc dán kính nha, kính kéo trong cho anh em. Tiếp theo là con Oppo A83 anh em, Oppo A83 màu đỏ, nguyên zin, màn hình 5.7, RAM 4, bộ nhớ 64 nha. Pin 3180 máy đẹp can luôn, 98 trở lên ha. Đó. Kính thì còn garanti luôn, anh em mua lột mình lột cái giá cái lực cho anh em luôn. Máy màn sáng đẹp. Nguyên zin ha, từ A tới Á luôn. Máy cực đẹp, màn sáng ok luôn. A83 RAM 464. Đó. Chức năng rất là ok nè. Con này để em giá 1.8 triệu nha, 1.8 triệu nha nè. Tiếp theo là con iPhone X anh em, có con X đẹp nè. Đó, lưng can luôn, máy đẹp và nguyên zin, tầm 98 trở lên ha. 64GB iPhone X full Face ID, full chức năng, anh em thì sẽ thoải mái ha, máy không có tài khoản hay lao tránh, anh em về tự đăng nhập ha, con tay bằng chân, iCloud khoa sạch sẽ, Face ID vô tư. iPhone X ML 64GB pin 95-98%, cực cao. Máy full chức năng, kính đẹp, lưng đẹp, trên 98. Con này là đi cho anh em giá 7.3 triệu nha, 7.3 triệu anh em. Samsung A30, A30 riêng nguyên. Lưng sau còn rất là đẹp nha. Màn hình 6.4, RAM 332, pin 4.000. Sườn đẹp, vỏ đẹp. Này kính còn rất là ok nè.
Hàng riêng riêng. Chức năng ok luôn. A30. Con này ra đi cho anh em giá 2 triệu tư thôi. 2 triệu tư nha. Xuất nhanh luôn. Tiếp theo là con A6 lút đây nè. A6 lút. RAM 4 bộ nhớ 32 nha anh em, màn hình 6 inch, pin 3,5. Máy thì vỏ đẹp, kính đẹp nha. Đó. Màn sáng đẹp. Màn ring nha anh em, sáng đẹp ha. Chức năng đây. Ok nha anh em. Full chức năng. Cảm ơn rất là mướt nha anh em. Đó, con này ra đi cho anh em giá 2 triệu 6 nha, 2 triệu 6, em sạc giăng kính nha anh em. Tiếp theo là con A600 bản hàng, màu xanh xám ha. A600 bản hàng, màn hình 56, RAM 32, pin 3000. Máy ngoại hình đẹp tầm 97 trở lên. Đây. Lưng sườn còn rất là ok. Kính này. Đó, máy ok luôn. Chức năng full nha. Máy riêng riêng. Bản hàng. RAM 332, con này để anh em giá 1750. 1750 nha anh em. Tiếp theo là một con Oppo F1S. Con này màn hình 5.5 nha anh em, RAM 332, pin 3075 nha. Máy thì con này thay vỏ, vỏ đây hình như thay rồi. Hình như chưa thay vỏ anh em, vỏ xước xước gì vậy. Xước gì vậy nha. Đây, màn thì sáng đẹp nha, F1S. RAM 332 thì anh em nói chung là lên mạng Facebook Zalo thoải mái nha. Kính đẹp keng nha, kính nói chung là ok. Còn là để anh em giá 1490 nha. 1490 kèm sạc và dán lực cho anh em đầy đủ trước khi gửi máy nha. Tiếp theo là con Vivo i30 nha anh em. Vivo i30, máy như ring nha, đẹp tầm 97-98 luôn. Nói chung là máy ok nè. Màu xanh nhạt nha. Màn hình 6.47, RAM 428, pin 5000. Máy rất là ok nè. Màn ring đẹp. Sáng ok luôn. i30 RAM 428 này nè. Màn rất ok nha. Cảm ứng là rất là mượt, mấy nguyên ring. Vivo. Anh em nào thích dòng Vivo thì ok nha. Vivo, Oppo, Realme nó giống nhau hết rồi nè. Con này để đem giá 2.9 triệu nha nè, 2.9 triệu nha, dán cường lực kèm sạc. iPhone 5 SE, máy ring đẹp 98 cho luôn, vẫn còn nguyên nha. Anh em thích thì alo cho mình nha, anh em hay nhập về. 32GB nguyên ring, full vân tay vân chân, pin trên 80 nha nè. Pin trên 80, máy đẹp, kính đẹp, lưng đẹp, máy full quốc tế ha, bỏ sim là xài. Không có cần tài khoản gì hết ha, không có. Anh em giờ thích thì đăng nhập tài khoản vô. Còn máy mình là full rồi, con tay con chân đầy đủ hết. Máy riêng nguyên, 32GB. 1950 nha nè, 195. Dán kính kèm sạc. Đấy, cực đẹp luôn. 6S 32GB riêng, full quốc tế luôn. 32GB, máy đẹp tầm 98. 98,5, trời luôn. Kính keng luôn. Xiaomi 32GB full vân tay. Thì sẽ thoải mái nha anh em, máy quốc tế nha. Con này để anh em giá 2 triệu rưỡi nha. 2 triệu rưỡi nha anh em, kèm sạc giăng kính nha anh em. Máy cực đẹp luôn. 2 triệu rưỡi. Tiếp theo là con Samsung A30, máy riêng nguyên. Hai sim. Lưng sau này xước lông mèo nhẹ thôi. Sườn có xuất sắc, 2 năm tháng sử dụng. Máy riêng. Màn hình 6.4, RAM 332, pin 4000 nha anh em.
Đó, kính rất là đẹp nha, kính lông mèo cực nhẹ luôn. Màn ring chức năng ok nha, mà riêng vỏ ring nha anh em, con này chưa thay thế ha, nói chung còn đẹp. A30 RAM 464 nha anh em, con này RAM 4 thôi, RAM 3 số đi anh em nha. Màn hình 6.4 RAM 4, bản RAM 4 nhưng mà bản RAM 3 2.9 nha anh em, 2.9 kèm sạc giang kính nha. RAM 464. Rồi clip này xin tạm dừng ở đây, thân ái chào cả nhà nha, hẹn anh em clip ngày mai.